64. Phẩm kiên cố chẳng kiên cố. Khi ấy Xá Lợi Từ hỏi Thiện Hiện: các vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là thực hành pháp kiên cố hay thực hành pháp chẳng kiên cố? Thiện Hiện đáp: các vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là thực hành pháp chẳng kiên cố, không thực hành pháp kiên cố. Vì sao? Xá Lợi Từ, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là pháp bền chắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không chẳng phải là pháp bền chắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng phải là pháp bền chắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng phải là pháp bền chắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là pháp bền chắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là pháp bền chắc. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ chẳng phải là pháp bền chắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải là pháp bền chắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chẳng phải là pháp bền chắc. Tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa chẳng phải là pháp bền chắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng phải là pháp bền chắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là pháp bền chắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng phải là pháp bền chắc. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là pháp bền chắc. Tất cả các hạnh của đại Bồ Tát chẳng phải là pháp bền chắc. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng phải là pháp bền chắc. Trí nhất thiết trí cũng chẳng phải là pháp bền chắc. Vì sao? Vì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đại Bồ Tát không thấy có sự tròn bền nào có thể nắm bắt, cũng gì thấy có sự bền chắc có thể nắm bắt. Như vậy cho đến lúc thực hành trí nhất thiết trí, đối với trí nhất thiết trí, sự tròn bền không thể nắm bắt, họ còn không thấy, cũng gì là thấy có sự bền chắc có thể nắm bắt. Khi ấy vô lượng chư thiên ở cõi dục giới và sắc giới đều nghĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thuộc Bồ Tát Thừa có thể phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thực hành theo nghĩa lý mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đã nói, không chứng đắc pháp tánh bình đẳng của thực tế, không dừng lại ở địa vị thanh văn độc giác. Vì vậy các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thật là hiếm có, làm được việc khó làm, đáng được lễ lạy. Khi ấy biết ý nghĩ của chư thiên, Thiện Hiện liền bảo họ: thiện nam tử, thiện nữ nhân này không chứng đắc pháp tánh bình đẳng của thực tế, không dừng lại ở địa vị thanh văn độc giác, thì chẳng phải rất hiếm có, cũng chưa phải là khó làm. Đại Bồ Tát nào biết tất cả các pháp và các hữu tình đều bất khả đắc, nhưng vẫn phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mặc áo giáp tinh tấn, nguyện độ vô lượng vô biên hữu tình, giúp họ nhập vào cảnh giới vô dư bát niết bàn, thì đại Bồ Tát này mới thật hiếm có thể làm việc khó làm. Chư thiên nên biết, đại Bồ Tát nào tuy biết hữu tình đều vô sở hữu, nhưng vẫn phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mặc áo giáp tinh tấn, vì muốn giáo hóa các loài hữu tình, như có hành động muốn điều phục hư không. Vì sao? Vì hư không xa lìa nên tất cả hữu tình cũng xa lìa. Do hư không là không nên biết được các hữu tình cũng là không. Do hư không chẳng chắc thật nên biết các hữu tình chẳng chắc thật. Do hư không vô sở hữu nên biết các hữu tình cũng vô sở hữu. Do đó đại Bồ Tát này mới thật hiếm có thể làm được việc khó làm. Chư thiên nên biết, đại Bồ Tát này mặc áo giáp đại bi vì muốn điều phục tất cả hữu tình, nhưng các hữu tình đều vô sở hữu, giống như có người mặc áo giáp đánh nhau với hư không. Chư thiên nên biết, vì muốn làm lợi lạc tất cả hữu tình, đại Bồ Tát này mặc áo giáp đại bi, nhưng các hữu tình và áo giáp đại bi đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hữu tình lìa nên biết được áo giáp đại bi cũng lìa. Vì hữu tình là không nên biết áo giáp đại bi cũng là không. Vì hữu tình không chắc thật nên biết áo giáp đại bi cũng không chắc thật. Vì hữu tình vô sở hữu nên biết áo giáp đại bi cũng vô sở hữu. Chư thiên nên biết, việc đại Bồ Tát này giáo hóa làm lợi lạc hữu tình cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì hữu tình là lìa, là không, là chẳng chắc thật, là vô sở hữu nên biết được việc giáo hóa lợi lạc cũng là lìa, là không, là chẳng chắc thật, là vô sở hữu. Chư thiên nên biết, đại Bồ Tát này cũng vô sở hữu. Vì sao? Vì hữu tình là lìa, không, chẳng chắc thật, vô sở hữu nên biết được Bồ Tát cũng lìa, không, chẳng chắc thật, vô sở hữu.
chư thiên nên biết Đại Bồ Tát nào nghe việc như vậy mà không kinh sợ run rẩy, không buồn rầu, không hối hận, hoang mang, không thối lui, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì các sắc lìa, tức là hữu tình lìa, thọ tưởng hành thức lìa, tức là hữu tình lìa, nhãn xứ cho đến ý xứ lìa, tức là hữu tình lìa, sắc xứ cho đến pháp xứ lìa, tức là hữu tình lìa, nhãn giới cho đến ý giới lìa, tức là hữu tình lìa, sắc giới cho đến pháp giới lìa, tức là hữu tình lìa, nhãn thức giới cho đến ý thức giới lìa, tức là hữu tình lìa, nhãn xúc cho đến ý xúc lìa, tức là hữu tình lìa. Các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra lìa, tức là hữu tình lìa. Địa giới cho đến thức giới lìa, tức là hữu tình lìa. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên lìa, tức là hữu tình lìa. Vô minh cho đến lão tử lìa, tức là hữu tình lìa. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa lìa, tức là hữu tình lìa. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không lìa, tức là hữu tình lìa. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ lìa, tức là hữu tình lìa. Thánh đế khổ tập diệt đạo lìa, tức là hữu tình lìa. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo lìa, tức là hữu tình lìa. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc lìa, tức là hữu tình lìa. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ lìa, tức là hữu tình lìa. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện lìa, tức là hữu tình lìa. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa lìa, tức là hữu tình lìa. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa lìa, tức là hữu tình lìa. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa lìa, tức là hữu tình lìa. Năm loại mắt, sáu phép thần thông lìa, tức là hữu tình lìa. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng lìa, tức là hữu tình lìa. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp lìa, tức là hữu tình lìa. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả lìa, tức là hữu tình lìa. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa, tức là hữu tình lìa. Quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề lìa, tức là hữu tình lìa. Tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát lìa, tức là hữu tình lìa. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật lìa, tức là hữu tình lìa. Trí nhất thiết trí lìa, tức là hữu tình lìa. Hết quyển thứ 456.